Trước khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ của Việt Nam, ông đã từng làm việc tại các câu lạc bộ bóng đá trong nước, tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong việc huấn luyện và phát triển cầu thủ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đạt được nhiều thành tích cá nhân và đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông cũng đã đạt được những thành công ấn tượng. Ông đã giúp đội tuyển U19 và U23 Việt Nam lọt vào các vòng chung kết của các giải đấu quốc tế, đồng thời thường xuyên giành được các chiến thắng quan trọng ở cấp độ khu vực. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn áp dụng các phương pháp huấn luyện hiện đại và khoa học, kết hợp với sự tận tụy và sự tâm huyết. Ông luôn tập trung vào việc phát triển toàn diện cho cầu thủ, từ kỹ thuật đến thể lực và tinh thần. Với thành tích và kinh nghiệm tích lũy trong suốt hành trình huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được coi là một trong những nhà huấn luyện hàng đầu tại Việt Nam. Ông có uy tín cao trong cộng đồng bóng đá và được nhiều người hâm mộ và cầu thủ tín nhiệm. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiến thức sâu rộng về bóng đá, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn dẫn dắt Việt Nam dự giải U23 châu Á tại Qatar sau khi chia tay huấn luyện viên Philippe Jouzier.